ai sẽ là người cuối cùng đồng hành cùng bạn cho đến những năm cuối đời. Người ta mới nhận ra được ai là người yêu thương mình nhiều nhất về già. Bạn nghĩ ai sẽ cùng bạn đi đến cuối cùng? Hầu hết mọi người đều có những suy nghĩ này nhưng lại nhận ra điều đó trong muộn màng. Bạn có một gia đình như bao người, rồi nỗ lực phấn đấu cả cuộc đời để vun đắp và gìn giữ. Bạn có một căn nhà, người bạn đời, tài sản và những đứa con. Cuộc sống có hạnh phúc hay không là tùy thuộc vào sự phấn đấu của bạn và những người thân của mình cùng hợp sức tạo nên. Nào là con ruột, nào là vợ chồng, nào là anh em, nào là người thân của bạn. Nhưng họ có thực sự hết lòng vì bạn và sẽ đi cùng bạn đến cuối cùng chăng? Bạn phải nhớ rằng mỗi người đều có một cuộc đời riêng để sống, có một con đường riêng để đi. Không ai có thể sống hoàn toàn cho người khác được. Suy cho cùng, một số ít may mắn lúc cuối đời có người thân yêu ở bên cạnh cho đến giây phút cuối cùng. Có câu nói, lúc bệnh tật không có hiếu tử trước giường, trước nghịch cảnh có tìm được vợ chồng tốt. Những lời này rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Nếu một ngày nào đó ta một mình ngã ngựa vì tuổi già và bệnh tật, đây là lúc ta sẽ nhìn thấu thái độ và bản chất của mỗi người. Một người con có hiếu không thể phớt lờ hay thờ ơ trước mặt cha mẹ của mình khi họ đang lâm trọng bệnh. Một người vợ, người chồng tốt cũng không thể có thái độ chán nản, cùng cực trước người bạn đời của mình. Thứ mà người bệnh cần là những lời động viên, một tấm lòng yêu thương, cảm thông và chia sẻ. Nhưng người thân đã làm những hành động trái ngược lại. Con cái của bạn có một gia đình riêng và những đứa con. Chúng thì gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng các con của mình, khó có thể gánh vác cho cha mẹ được. Chúng phải ưu tiên cho gia đình của mình và cha mẹ chỉ là phần thứ yếu mà thôi. Nếu vì lo cho cha mẹ mà gia đình của bạn phải tiêu tốn rất nhiều tiền hoặc phải đổi thời gian và công sức, liệu rằng bạn có vui vẻ chấp nhận không? Hay là gia đình của bạn bắt đầu có những cãi vã và xung đột? Nếu tình trạng kéo dài, bạn sẽ thấy rằng vợ chồng con của bạn có thể sẽ từ từ mà rời xa bạn. Bạn tự hỏi, xã hội ngày nay sao có quá nhiều người già sống một mình? Đó là vì hoàn cảnh gia đình, vì mối quan hệ hôn nhân, vì trách nhiệm, vì hy sinh. Vì vậy, khi tuổi xế chiều họ chỉ còn có thể sống một mình. Người sống đến giai đoạn cuối đời mới hiểu rõ vì sao họ cam chịu sống trong hoàn cảnh như thế. Nuôi con để phòng sao cho tuổi già thật ra không có gì sai. Nhưng bạn không bao giờ lường trước những biến đổi phức tạp của cuộc sống. Nên người đồng hành cùng bạn đến cuối cùng có thể không phải là con của bạn. Rất nhiều cặp vợ chồng ở độ tuổi u lão rồi mà vẫn có thể ly hôn, gãy gánh giữa đường, hoặc vì chuyện cá nhân mà sống ly thân rất khó hàn gắn. Điều này bạn có thấy không? Người đi cùng bạn đến cuối cùng cũng có thể không phải là vợ hoặc chồng của mình. Vợ chồng chỉ có thể cùng đi đến một chặng đường nhất định nào đó mà thôi. Đồng sinh nhưng không thể đồng tử. Cuối đời bạn chỉ có thể một mình mà bước qua thế giới bên kia. Cuộc đời thật nghiệt ngã, chỉ khi trải qua rồi mới thấu hiểu được nó. Về già, có bốn thứ sẽ theo bạn đến cuối cùng của đời người. Thứ nhất là sức khỏe. Về già ai cũng muốn mình là một người già khỏe mạnh. Không ai muốn mình là một người già bệnh tật. Muốn có một cuộc sống viên mãn, bạn cần phải có một sức khỏe tốt. Muốn có một sức khỏe tốt, bạn cần phải rèn luyện ngay từ khi còn rất trẻ. Muốn có một thể lực tốt khi còn trẻ, bạn phải là người sống có kỷ luật và kiên định. Bạn giữ gìn sức khỏe như thế nào thì bạn nhận được những lợi ích từ nó như thế đó. Bạn sớm biết quý trọng sức khỏe của mình thì bạn sẽ không phải hối tiếc hay ân hận khi về già.
Một sức khỏe xấu đồng nghĩa với cuộc sống của bạn đang đi đến giai đoạn bế tắc và cùng khổ. Sức khỏe của bạn bị hủy hoại không ai khác là do chính bạn, bởi những năm tháng lơ là, bỏ quên và phá hỏng nó bằng những thói quen xấu. Còn thở là còn sống. Còn sống thì mới hiểu được bao nhiêu chuyện ngang trái trên đời. Chỉ có ai trải qua rồi mới hiểu được sự bình yên của cơ thể đáng giá ngàn vàng. Không còn sức khỏe, mọi vật chất sẽ không còn giá trị. Một cụ lão 65 tuổi phải nhập viện. Trong bệnh viện, ông nhìn căn phòng lạnh lẽo và cảm nhận được nỗi lo lắng bất an trong lòng rồi không cầm được nước mắt. Ông lại biết rằng tất cả con trai con gái của ông đều phải làm việc để lo cho gia đình riêng của chúng. Họ không có nhiều tiền và thời gian để lo cho một lão già được gọi là cha của chúng. Vợ ông đã qua đời từ lâu. Con cái có thể lo cho ông hoặc bỏ mặc ông cũng chẳng sao, gì đó không phải là chuyện ưu tiên hàng đầu của chúng. Ông hiểu rõ điều này. Bây giờ ông là người duy nhất tự nỗ lực để duy trì sinh mạng của mình. Không ai cả, mọi thứ đều là giả. Chỉ có sức khỏe của ông mới là sự thật. Những năm cuối đời, ông đã từng nhập viện nhiều lần và hiểu được cái cảm giác khi cơ thể bị bệnh tật tấn công thì khổ sở như thế nào. Niềm hối tiếc và ước ao được làm lại từ đầu. Mọi tiền bạc, vật chất không còn quan trọng nữa. Chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường, được khỏe mạnh để sống một giai đoạn cuối đời trong thanh thản và nhẹ nhàng. Ông đã nghĩ nhiều đến những người bạn già cùng thời với mình. Họ khỏe mạnh biết bao, họ hạnh phúc biết dường nào. Ông ao ước mình cũng được như họ. Bạn nên biết rằng tất cả mọi người sẽ phải rời bỏ bạn, và người duy nhất không rời bỏ bạn chính là bản thân của bạn. Bạn phải biết bảo vệ sức khỏe của mình, bởi sức khỏe là chỗ dựa lớn nhất, là người đồng hành cuối cùng của bạn. Thứ hai là tiền. Bạn sẽ không có nhiều tiền ngay khi mới bắt đầu khởi nghiệp. Tiền chỉ đến với những người biết chuyên cần làm việc và nỗ lực không ngừng nghỉ. Tiền ở lại với bạn hay đội nón ra đi là do thái độ và bản lĩnh của bạn trong việc tạo ra nó, sử dụng nó và quản lý nó. Nhiều người cho rằng tiền là vật ngoài thân, là thứ trần tục không đáng quan tâm. Tiền là một thứ thô tục như thế mà bạn có thể giữ cho mọi người được bình an trong cuộc sống và giúp đỡ người khác hay sao? Sao lúc nào bạn cũng cần tiền? Thật là mâu thuẫn, phải không các bạn? Người ta nói tiền không thể chiến thắng được tử thần, nhưng nó sẽ loại bỏ mọi trở ngại cho bạn có hy vọng được qua ngưỡng cửa đó. Tiền không phải là vạn năng, nhưng ở một góc độ nào khác, nó có thể giúp bạn mở ra con đường phía trước để đi đến thành công. Dù bạn có nhiều tiền hay ít tiền, thậm chí là tiền của vợ, tiền của con cái bạn, thì thái độ người khác đối với bạn sẽ khác nhau. Xem thường hay nể sợ cũng từ quy luật của đồng tiền mà ra. Tiền là thứ không thể tách rời cuộc sống. Từ lúc sinh ra cho đến lúc nằm xuống, tiền chạy theo suốt con đường của bạn. Khi về già, nó lại phát huy tác dụng lúc cần tiền để duy trì sức khỏe. Nếu bạn có tiền thì mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng. Nếu bạn không có tiền thì bạn sẽ kết thúc một mình. Tiền có nghĩa là bạn có quyền và mọi vấn đề có thể giải quyết bằng tiền. Cuối cùng, tiền không chỉ hộ tống bạn đến một thế giới khác, mà tiền bạc, sự giàu có còn làm tăng thêm tình yêu vợ chồng và con cái của bạn. Vì vậy, thứ duy nhất có thể đi cùng bạn đến cuối cùng và mang lại cho bạn mọi thứ lúc bạn đang sống và trước khi bạn chết đi, trước sau như một, chỉ có tiền ở kế cận mà thôi. Thứ ba, tâm tính của bạn. Tâm tính của bạn thế nào? Có lẽ bạn hiểu rõ mình hơn ai hết. Bạn thuộc dạng người như thế nào? Có thể bạn là một người trầm tính, hiền hòa, nhưng cũng có thể bạn là người nóng tính,
sống nổi. Bạn có thể là người ba hoa, phô trương hay là một người ít nói, trầm lặng. Bạn có thể hành xử mọi việc theo tâm tính của mình, nhận được kết quả tốt xấu từ những hành vi đó. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhiều người cho đến lúc chết vẫn mang theo cái tính cố hữu đó. Tâm tính của bạn chính là số phận của bạn. Bạn muốn cuộc sống của mình như thế nào? Bạn có thể thay đổi mọi việc được không? Không thể. Bạn chỉ có thể thay đổi chính mình, thay đổi từng phần, thay đổi từ từ từng bước một. Thay đổi được tâm tính theo hướng tích cực, bạn nhận được nhiều lợi ích bất ngờ. Hãy nhìn vào một thân cây trụi lá. Nếu bạn bi quan, tất cả những gì bạn thấy chỉ là sự khô cằn. Nhưng nếu bạn có chính niệm thì mùa xuân năm sau bạn có thể nhìn thấy một màu xanh qua lá. Về già, tâm tính liên quan rất nhiều đến cuộc sống của bạn. Nhẹ nhàng thoải mái hay nặng nề u ám, tất cả đều do cách hành xử của bạn. Bạn không thể đoán được người là vợ, người chồng đối xử với mình thế nào, và bạn cũng không thể đoán trước được mọi thứ. Nhưng tâm lý của bạn như thế nào, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được. Bởi mỗi khi bạn biết đè nén cảm xúc, thay đổi tâm tính một cách vui vẻ thì con đường trước mặt sẽ nở hoa. Còn nếu bạn để tâm tính mình bộc lộ theo chiều hướng xấu, cọc cằn, thô lỗ, chửi mắng, nóng nảy hay sốt nổi thì mọi thứ khép lại chỉ còn là một màu đen. Một tâm lý tốt không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ mà còn nâng cao chất lượng tinh thần cuộc sống. Tuổi càng cao, tâm lý càng sâu sẽ càng vững vàng hơn. Ý nghĩa thực sự của tuổi già là đi từ tâm tính. Ngay cả khi bạn đang sống cho đến cuối đời thì tâm tính sẽ quyết định việc bạn nên làm là tốt hay là những việc xấu. Tâm tính của bạn sẽ theo bạn từ đầu cho đến khi bạn bước đi bước cuối cùng. Thứ tư, chính là con người của bạn. Bạn được nuôi dưỡng như thế nào và bạn đã sống như thế nào để nuôi dưỡng con người của mình trong suốt một chặng đường dài, điều đó nổi lên bạn là ai. Đó chính là học cách tự lập. Tự lập của tuổi trẻ là xin bố mẹ cho ở riêng, một mình đi làm, một mình kiếm tiền nuôi sống bản thân. Như thế nào để trưởng thành nhanh chóng và chấp nhận mọi thử thách, mọi thăng trầm, một mình bạn phải đối mặt, bởi nhân vật chính trong cuộc sống là chính bạn. Về già, người có thể đi cùng bạn đến cuối cùng chỉ có bạn mà thôi. Người thông thái biết tự tạo cho mình một tuổi già tươi đẹp. Lúc cuối đời, sống cả đời quần quật, đến cuối đời chỉ mong được sự an nhàn, thảnh thơi cho cuộc sống, nhưng ít người đạt được cảnh giới đó. Bạn không thể chắc chắn con đường cuối đời của mình phải đi như thế nào cho tốt đẹp, nhưng bạn có thể chủ động hoạch định con đường đó cho riêng mình. Ít nhất, nó cũng đạt được những điều cơ bản nhất của cuộc sống. Bạn không biết con cái sẽ đối xử với mình ra sao, không biết thái độ của vợ chồng sẽ ra sao với mình, bởi lòng người khó đoán. Nếu họ yêu bạn và đối xử tốt với bạn thì bạn nên biết ơn vì những điều đó. Nhưng nếu họ không yêu bạn và bỏ bạn vì những chuyện trước đây, vậy bạn có cần phải từ bỏ chính mình không? Không. Bạn phải tự mình cầm tiền để lo cho mình, tự rèn luyện để có một sức khỏe tốt, tự thay đổi bản thân để có một thái độ sống phù hợp, tự biết quý trọng bản thân, không sống dựa dẫm vào người khác, không tự xem thường chính mình và hạ thấp mình trước mặt người khác. Nếu bạn có đủ tự tin, bạn sẽ mạnh mẽ để sống, và trên hết bạn sẽ trở thành chỗ dựa cuối cùng và lớn nhất cho chính cuộc đời của mình. Chỉ có bạn và bản thân mới xứng danh sinh tử có nhau, sống chết nương tựa vào nhau. Người cuối cùng đồng hành cùng bạn là chính bạn mà thôi. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thân tâm an lạc.